lúc đầu bạn hiểu lầm mình là cái điều kiện của mình là phải cao này kia, nhưng mà thực chất thì mình chỉ muốn là một người nào đó nó ấn tượng với mình xíu. Trong cuộc sống thì đâu có ai nói trước tôi được gì đâu. Thì mình mong là bạn sẽ suy nghĩ lại. Anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui gian khó, đã có em ở đây sẽ chia, chẳng cần em. Bạn hãy cảm nhận và nắm bắt cái tần số. Nếu mà chúng mình cùng tần số với nhau thì mình có thể chọn là mình sẽ cố gắng là chắc chắn một điều rằng là mang lại niềm vui cho bạn. Trời ơi, đẹp trai mà hát hay nữa, vỗ tay cho hai chàng trai trong tuần này. Trước hết là cảm ơn hai chàng trai vì đã có một phần mở màn rất là ngọt ngào vừa rồi. Em đánh đàn hay quá. Hôm nay anh với em có chung một điểm, đó là mình được nghe bài hát này trước. Đúng chưa? Khán giả được coi trước. Đó. Nhưng ban cố vấn chưa xuất hiện là chưa coi. Chưa coi là đó là một điều thiệt thòi. Chính xác. Bởi vậy đó. Một đảo tay cho ban cố vấn. Nha. Và đó là ban cố vấn. Mời ban cố vấn. Ủa anh ơi, chưa ra luôn á. Anh chị ơi, ban cố vấn ơi. Không có luôn, chết rồi. Ban cố vấn đâu mà. Trời ơi, dưới kia kìa. Dưới đây luôn nè. Bên đây á, chẳng những là được coi hình trước MC, trời, nghe tiếng trước MC luôn, đúng không? Vậy mà em cứ tưởng là ban cố vấn ngày hôm nay đã bỏ qua một tiết mục quan trọng rồi. Thế không được xem. Định ra mình còn chọc tức liêu liêu nữa. Định ra mình còn chọc tức liêu liêu nữa. Bây giờ mời ban cố vấn quyền lực của chúng ta bước lên sân khấu ạ. Yeah, về vị trí của mình, xin chào. Xin mời. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.